Anh em báo cá sớm với em nhé. Có câu 87 báo cá sớm cho cần thủ đến từ bên bển về. Có quay quay người được không? Quay thoải mái. Quay thoải mái à? Ok. Đây. Xì gần thế nào? Đây nhá, cần thủ chung thứ kỳ nha, lên một em hàng rất đẹp với cụ nhá, hàng cũ luôn. Chắc đầu 8 đầu 9 gì đấy. Hiện tại là Hồ Lục hiện tại là mới qua được 4 người khách thôi anh em nhé. Chỗ vẫn còn rất nhiều anh em nhé. Cá sáng ra là có cần thủ Liêm Hồ Lục kia lên được một em chép. Cần thủ chung này bây giờ bên này lên được một em đen. Không có dai à? Đây được con gì nữa đây? Đen. Hai đen rồi à? À thế là con đen này con đen thứ hai nha anh em nhá. Đây một con nữa này, không để ý. Đen xì. Chép. Một chép một đen cũng có. Rồi xin chúc mừng anh em nhé.